Xin chào quý anh chị, uh, chào quý đồng nghiệp. Chắc là tôi phải uh, xin thay mặt ban tổ chức giới thiệu người anh lớn của tôi đang ngồi đây đã. Xin giới thiệu anh Hoàng Bình Quân, Chủ tịch danh dự của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Hôm nay là một ngày rất là vui và có rất là nhiều sự kiện đang diễn Bài ra ở khắp nơi. Nhưng mà tôi thấy rất là nhiều anh chị của phong trào Doanh nhân trẻ của cả nước chúng ta từ rất là nhiều giai đoạn khác nhau đều đã có mặt ở Hà Nội để chia sẻ niềm vui chung với lại các bạn tại Hà Nội và thực sự là tôi cũng vô cùng hứng thú được tham gia một cái sự kiện như vậy. Ban tổ chức giao cho tôi một cái công việc làm nền. Bởi doanh nhân của chúng ta khi nói là nói tới hành động, cụ thể chúng ta ít muốn bàn tới cái chuyện mang tính trừu tượng, mang tính tư duy, mang tính lý thuyết. Nhưng mà, nhưng mà chúng tôi sẽ làm cố gắng làm thật là tốt cái vai của mình để cái phiên thảo luận sau do anh anh Bình, anh lớn của chúng ta đề dẫn đó, nó sẽ hấp dẫn hơn, sẽ thú vị hơn cho cả buổi chiều ngày hôm nay. Tôi xin được phép đi thẳng vào việc của chúng tôi. Chúng ta nói về chữ mới, tư duy mới. Nhưng chắc chắn khi chúng ta nói tới chữ mới đó không có nghĩa là chúng ta bỏ hẳn những kiến thức cũ mà chúng ta đã có. Việc đó là việc đầu tiên chúng ta cần nhắc nhở nhau. Và chúng ta xác định trí tuệ là một quá trình chủ động tích lũy lâu dài từ trải nghiệm tự thân của từng chúng ta. Do vậy mà tôi muốn nhắc là một cái ý mà bạn tưởng vừa mới nêu vừa rồi đó là xuyên suốt cả cái phần đề dẫn này của tôi sẽ không có chuyện cái gì đúng cái gì sai mà chúng ta lấy được điều gì từ những cái khung này để chúng ta hình thành những cái chương trình hành động của chúng ta tôi mượn một cái, cái ý đầu tiên để mà chia sẻ lại với tất cả các anh các chị và các đồng nghiệp ở đây đó một cái định nghĩa chung gần nhất mà chúng ta đã có được từ các cái nhà nghiên cứu về lãnh đạo của thế giới đó là khi chúng ta nói về một lãnh đạo có tư duy mới Thì trước hết Đó phải là một nhà lãnh đạo sáng tạo Toàn diện về cả tâm trí và ý chí Và được thể hiện bằng 18 kỹ năng Các, các anh các chị nhìn trên màn hình 18 kỹ năng này Và hy vọng là tất cả chúng ta Nếu chưa có những kỹ năng nào Trong số 18 kỹ năng này Thì chúng ta cũng sẽ cố gắng Trao dồi chính bản thân mình Học hỏi từ những đàn anh đàn chị đi trước Và những bạn bè xung quanh mình Để cuối cùng chúng ta cũng đâu đó có được 18 kỹ năng này trong con người của chúng ta và chuẩn bị chúng ta để trở thành những nhà lãnh đạo có tư duy mới. Thì trong 18 kỹ năng này, tôi sẽ lưu ý và muốn nói sâu một chút về kỹ năng đầu tiên, tức là kỹ năng con người. Kỹ năng con người như một cái ý mà hồi nãy khi mà anh Nam phát biểu đầu tiên đó, thì cũng đã chia sẻ là chúng ta cũng sẽ phải nói về cả chuyện trong nội bộ lẫn chuyện bên ngoài. Và trong nội bộ thì tôi nhắc lại là chúng ta phải làm sao trong nội bộ của chúng ta có những con người có cùng mục tiêu phấn đấu chia sẻ cùng tầm nhìn và theo đuổi cùng khát vọng thì khi đó chúng ta mới làm được cái vai lãnh đạo của chúng ta còn với bên ngoài thì chúng ta phải thể hiện được khả năng này tức là kỹ năng con người đó ở chỗ là kết nối được với mọi người xây dựng được các quan hệ đối tác chia sẻ và thu hút được tri thức cũng như các nguồn lực khác kiến tạo được các liên minh vững chắc để làm việc lớn mà một mình doanh nghiệp chúng ta không thể tự làm được đó là kỹ năng con người và đó là kỹ năng mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại. Trong tất cả các kỹ năng mà chúng ta cần có để trở thành một lãnh đạo có tư duy mới. Khi chúng ta nói đến cái kỹ năng về con người đó đó thì tôi lại muốn đưa ra một số những nhận xét cá nhân của tôi trong 35 năm làm doanh nhân, nhân mà tôi tự rút ra đó. Thứ nhất là các bạn rất cần có sự chân thành. Bởi khi chúng ta quan tâm đến một người nào đó đó thì thật sự là vì chúng ta muốn làm như vậy. Chứ không phải vì não của chúng ta đang tính toán xem sẽ gây dựng một cái mối quan hệ mang tính thân mật hay là đạm bạc. Các bạn hiểu hai chữ thân mật và đạm bạc này rồi không ạ? À? Một cái quan hệ thân mật có nghĩa là một quan hệ lòng thân để hút mật. Còn một quan hệ đạm bạc nghĩa là muốn khi đi thì có đạm mà khi về có bạc. Và chắc chắn là chúng ta không muốn tạo dựng những cái quan hệ chỉ mang tính thân mật hay đạm bạc như vậy. Chúng ta muốn có những quan hệ thật sự chân thành từ trái tim của chúng ta. Cũng tương tự như vậy khi chúng ta đến nói đến việc cho và nhận thì hãy xác định trước hết là cho. Bạn muốn quen ai một người một một cái nhân vật nào đó là vì bạn tìm thấy những cái nét thú vị trong con người đó để chúng ta có được những cái mối quan hệ mà chúng ta tin rằng sẽ đem lại lợi ích của tất cả chúng ta bao gồm hai người trong cuộc và chúng ta xác định như vậy thì chúng ta sẵn sàng cho đi chứ không nghĩ là chúng ta sẽ nhận được điều gì từ nhân vật đó cả. Và khi mà phải nhận thì luôn luôn nhớ câu này của ông bà chúng ta dạy của biếu là của lo, của cho là của nợ. Chúng ta có thể cho đi hết sức thoải mái bởi vì chúng ta sẽ không phải nghĩ ngờ gì cả nhưng khi nhận thì phải nhớ các bạn ạ. À. Tôi sẽ tạo lập một cái khung về tư duy bởi vì chúng ta đang nói về tư duy mới và về tư duy thì chúng ta xác định rất rõ là trong cái khung của tư duy dù tư duy để làm gì thì có bốn cái chức năng mà chúng ta nên nắm bảy chức năng bảy chức năng đó là lựa chọn có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải tư duy là nghĩ và làm đúng thứ hai là trong cái khung tư duy đó thì chúng ta phải xác định là chúng ta luôn có quyền từ chối những cái cám dỗ có thể dẫn dắt chúng ta đi tới những cái quyết định sai thứ ba là luôn phải giữ trong đầu mình một cái mong ước là chúng ta sẽ làm tốt hơn mỗi ngày vì chúng ta có cái tư duy mới đó, cái tư duy thật là mới mà chúng ta muốn có trong trong vai trò của một nhà lãnh đạo mới. Thứ tư là chúng ta luôn dè chừng để mà chống những ảnh hưởng xấu có thể dẫn dắt cách mà chúng ta tư duy. Thứ năm là chúng ta cần sự chuẩn bị cho mọi tình huống, ngay cả những tình huống xấu nhất mà có thể chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Thì khi tư duy nhất là khi tư duy để làm việc mới việc lớn thì bắt buộc phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất thứ sáu là phải để mục đích dẫn dắt cách mà chúng ta tư duy và mục đích đó tốt nhất là mục đích để phụng sự cho cái chung chứ không phải vì mục đích kiếm tiền là duy nhất và điểm cuối cùng trong cái khung tư duy này thì chức năng thứ bảy đó là chúng ta phải chấp nhận tức là đừng ngộ nhận là chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời mà chúng ta muốn mặc dù là chúng ta thường nói như thế Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng không có cái gì ngăn cản thì chúng ta làm cái chúng ta muốn. Nhưng thưa các bạn, không phải như vậy. Chúng ta không ngộ nhận, và phải biết phân biệt được là cái gì nằm trong khả năng kiểm soát của chúng ta và cái gì nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng ta. Và từ cái chỗ này thì tôi, tôi muốn nhắc là một khái niệm đã rất là nổi tiếng nhưng mà đôi khi chúng ta cố tình quên. Đó là hai vòng tròn mà Stephen Covey đã viết và rất nhiều người chúng ta ở đây cũng đã đọc nhưng chúng ta hầu như quên mất đi khi chúng ta tư duy hàng ngày đó là hai vòng tròn vòng tròn ảnh hưởng và vòng tròn quan tâm vòng tròn ảnh hưởng là vòng tròn mà chúng ta có thể xác định nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta đấy các bạn ạ à. còn vòng tròn quan tâm là bất kỳ thứ gì mà chúng ta có để ý tới nhưng mà khi chúng ta quá tập trung vào vòng tròn của những sự việc mà chúng ta quan tâm thì năng lượng mà chúng ta tạo ra khi đó sẽ trở thành năng lượng tiêu cực và cái vòng tròn ảnh hưởng, vòng tròn mà chúng ta có khả năng kiểm soát được nó sẽ nhỏ đi. Ngược lại đó, khi chúng ta tập trung chỉ vào những điều mà chúng ta có thể kiểm soát được, nằm trong vòng kiểm soát của chính chúng ta thì cái vòng tròn quan tâm đó sẽ nhỏ đi. Và khi đó chúng ta xây dựng được năng lượng tích cực trong con người chúng ta và tác động được tích cực đến những người xung quanh. Và do vậy đó mà chúng ta nên tập trung vào vòng tròn có khả năng ảnh hưởng, vòng tròn nằm trong vùng quyết định của chúng ta và năng lượng khi đó mới chính là năng lượng tích cực mà tất cả chúng ta cùng có. Một cái ví dụ rất là đơn giản là chúng ta thường bỏ rất nhiều thời gian để bàn luận về chuyện chính trị. Và chuyện đó nằm trong vòng tròn quan tâm chứ không bao giờ là vòng tròn nằm trong khả năng ảnh hưởng của đại đa số chúng ta. Và nếu chúng ta bỏ quá nhiều thời gian vào việc đó đó Thì dù chúng ta đúng là cần phải biết Việc chính trị đang diễn ra như thế nào Nhất là địa chính trị đang ảnh hưởng đến việc làm của chúng ta Đến những kế hoạch của chúng ta như thế nào Nhưng khi mà chúng ta bỏ quá nhiều thời gian vào chuyện đó Chỉ bàn luận vào chuyện đó Thì khi đó cái năng lượng chúng ta tạo ra hầu hết mang tính tiêu cực Và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm hàng ngày của các bạn Chúng ta cố gắng né điều đó cố gắng tối đa mở rộng vòng tròn ảnh hưởng của mình và giảm tối thiểu đi cái vòng tròn quan tâm của chúng ta đây là câu hỏi chung của những người muốn tư duy để làm mình khác đi và muốn biến mình thành những nhà lãnh đạo tích cực những nhà lãnh đạo sáng tạo chúng ta cần học cái gì để làm kinh doanh tốt thì việc đầu tiên và là một trong những câu hỏi xuyên suốt của người làm công tác quản trị là chúng ta phải tăng được năng suất trong bộ máy của mình Vấn đề thứ hai là chúng ta không chịu bằng lòng với cái mức mà chúng ta đang có hàng ngày, mức mà chúng ta vẫn đang vận hành, mà phải luôn so mình có cái chuẩn đối sánh ở cấp cao nhất. Trong ngành mình, ai đang là người làm tốt nhất, họ đang làm như thế nào, và chúng ta làm điều gì để có thể bắt kịp và thậm chí là vượt qua được họ. Điểm thứ ba là chúng ta phải luôn nắm bắt khuynh hướng đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. AI là khuynh hướng, tự động hóa là khuynh hướng xử lý dữ liệu lớn là khuynh hướng thì trong đó chúng ta nhìn thấy những cơ hội nào cho chúng ta và những rủi ro nào mà chúng ta đang có thể phải bị cuốn vào để chúng ta xác định con đường đi điểm thứ tư là chúng ta học thì nhớ là học từ người khác đúng rồi nhưng mà học từ thất bại của chính chúng ta cũng vô cùng quan trọng một cái điều rất dễ nhìn thấy là chúng ta rất dễ quên và một khi chúng ta đã thành công được một chút xíu đó Thì chúng ta lại quên mất đi những bài học thất bại Vô cùng đau đớn trong quá khứ Mà chính chúng ta đã phải trải qua Tại đây chúng ta phải học từ chính những thất bại của mình nữa Thưa các bạn Và điểm cuối cùng tôi mới nhắc là Khi mọi người nói Trao đổi với nhau Lúc tôi bắt đầu tham gia trong phong trào của doanh nhân trải Việt Nam chẳng hạn Thì lúc đó chúng ta thường đặt ra mục tiêu là trong năm, 10 năm tới, đội ngũ lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp chúng ta phải nói được tốt tiếng Anh. Bây giờ chúng ta phải thử mạnh dạng đặt thêm một mục tiêu là trong năm, năm tới, chính cá nhân của chúng ta và những đồng nghiệp lãnh đạo cao nhất trong bộ máy của chúng ta phải nói được tiếng Hoa. Tôi, tôi uh, học được một điều rất là quý mà anh Bình trong một cuộc nói chuyện cách đây vài ngày đó. Anh Bình gọi từ Mỹ về nói chuyện với tôi nửa tiếng thì vậy chúng ta đang ở một vị thế vô cùng đẹp của một đất nước, đất nước có thể chơi với hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới. Thế thì làm sao để chúng ta tận dụng được vai này với hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đó? Là cái vấn đề của chính chúng ta để xác định sự học. Và nếu bạn nào có thể xác định cho mình trong vài năm tới, các bạn nói được tốt cả hai ngôn ngữ Anh và Hoa, các bạn là người đang có tư duy mới đó ngay trong ngày hôm nay để chúng ta làm được những chuyện lớn trong tương lai về tư duy mới thì một lần nữa tôi vẫn nhắc đi nhắc lại là tăng năng suất là yếu tố đầu tiên để làm một nhà quản trị tốt và việc đó gắn bó với việc là chúng ta phải luôn nghĩ đến việc phải tăng trưởng doanh nghiệp của mình hàng ngày bởi nếu không nếu chúng ta chỉ yên phận với những gì mà chúng ta đang có thì chúng ta không còn cái tinh thần chiến đấu không còn cái tinh thần phục vụ không còn tinh thần phụng sự và sự cầu thị trong từng chúng ta để trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn. Như vậy thì trong cái hành động hàng ngày đó, tôi xin nói một cụ thể một chút, thì một trong những cái việc mà chúng ta vẫn lúng túng là chúng ta có một cái danh sách cái công việc phải hoàn tất trong ngày hoặc trong từng hoặc trong tháng của chúng ta và chúng ta hết sức cân nhắc để đưa những cái việc đó vào trong cái biểu làm việc của chúng ta hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng như vậy. Nhưng nếu chúng ta không biết chọn lựa và sắp đặt thứ tự ưu tiên đúng thì chúng ta luôn mất năng lượng phí thời gian và không đạt được cái mức tăng trưởng mà chúng ta muốn có thì có vài việc mà chúng ta phải lưu ý khi làm việc đó chỉ làm những việc mà mình mình làm được thôi bởi vì tất cả chúng ta đều là những nhà lãnh đạo việc mà người khác làm được thì mắc gì chúng ta là những nhà lãnh đạo phải làm hãy chỉ làm những việc chỉ chính chúng ta có thể làm được thôi các bạn ạ và việc thứ hai là phải biết luôn luôn sẵn sàng nói không luôn luôn sẵn sàng từ chối. Tôi biết là có rất nhiều anh em của tôi đang ngồi đây sẽ rất khó từ chối một cuộc gọi từ chính tôi rủ đi nhậu. Nhưng mà các bạn phải sẵn sàng nói không. Bởi vì các bạn có những việc lớn hơn cần làm hơn là đi nhậu với cá nhân tôi. Và như vậy thì dù chúng ta có một cái lượng thời gian rất là hữu hạn như tất cả mọi người khác 24 giờ mỗi ngày thì những người biết chọn việc và sắp đặt công việc của mình tốt mới là những người tạo ra nhiều giá trị lớn nhất. Và một điều nữa phải phải nhắc như nhắc đi nhắc lại là chúng ta lại muốn đem những cái giá trị văn hóa tốt nhất mà nhân loại đã có đưa vào lớp doanh nhân của ngày hôm nay, biến tất cả chúng ta thành những nhà lãnh đạo có tư duy mới, tích cực và được mọi người tôn trọng. Thì một trong những yếu tố đầu tiên là không quên lời mình hứa. Do đó chắc chắn nhất là không hứa, còn đã hứa thì phải nhớ ghi lại và làm cho bằng được. Tôi để ý là rất nhiều người trong chúng ta ra quyết định có cân nhắc nhưng mà một phần lớn là dựa vào cảm tính. Và rất mong khi chúng ta hình dung đến một nhà lãnh đạo có tư duy mới thì từng bạn trong chúng ta phải nhớ ba yếu tố này khi chúng ta ra quyết định, nghĩa là chúng ta phải có đủ dữ liệu, chúng ta phải đối thoại với những người có liên quan và cố gắng làm sao để cái tốc độ ra quyết định của chúng ta nhanh hơn, đừng dây dưa đừng để kéo dài đừng suy nghĩ quá nhiều bởi vì chúng ta nếu đã đủ dữ liệu và đã có sự đối thoại thì cái khả năng ra quyết định ngay tại thời điểm đó là đã có thể tạo được một quyết định đúng rồi không không nên kéo dài thêm tôi là phải nhắc lại điều này bởi vì hồi nãy anh quân có nói là không biết còn ngồi được hay không vướng cho bụng thì xin lập lại một câu khẩu hiệu chung mà tất cả chúng ta đều cố gắng thực hiện theo quý vị ạ à, bản thân tôi cũng muốn thực hiện điều đó thật tốt hàng ngày thôi ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui và biết giữ kỷ luật. 5 giờ sáng là phải biết bò vậy. Tôi xin kết, cái phần, kết thúc cái phần đề dẫn của tôi bằng một câu hỏi thì chính xác hơn. Nếu chúng ta muốn biến thành một lãnh đạo có tư duy mới, để từ đó có thể thực hiện những hành động mới, tạo ra sự phát triển của doanh nghiệp của chúng ta, tạo ra sự phồn vinh cho xã hội chung mà chúng ta đang sống và tạo ra sự trưởng thành trong chính con người chúng ta thì đừng chờ đợi nữa hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay các bạn ạ à. xin cảm ơn các bạn